Hello các anh chị, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chập bì hành cuốn luôn nha anh chị. Cái cách này thì nó tiện lợi cho các anh chị, là anh chị chạy xong thì nó tự nó chập bì trên rồi bì dưới luôn, anh chị cứ cứ việc đúng cuốn nha anh chị, rất tiện lợi anh chị. Trước tiên em sẽ qua máy, em sẽ hướng dẫn cho các anh chị xem nha anh chị. Trước tiên màn hình chính của máy Ricoh anh chị, mình muốn chạy nó cho nó chập bì luôn á thì mình phải chọn hai khay A4 nha anh chị. Một khay A4 để mình để bìa, một khay A4 để mình để giấy A4 trắng của mình. Trước khi chọn hai khay mình vô mình đổi khay nó đi, khay 2. Anh chị chọn khay 3 cũng vẫn được. Còn trước tiên mình chọn khay 2 đi. Đó, khay 2 anh chị chuyển nó về A4. Xong anh chị chuyển nó về A4 xong anh chị phá nó lại luôn. Phát khi 1 và khi 2 là anh chị nô no đó, ok. Khi 2 ở đây anh chị nô no luôn đó, hai khi nó phá lại nha anh chị đó. Khi 3 muốn phá thì phá lại luôn. Phá khi này là gì, nhiều khi anh chị hết giấy là nó không có nhảy qua khi khác, nó gì đó, tại vì hai khi tư luôn mà máy thì nó hiểu động rồi, hết giấy khi này nó nhảy qua khi này, nó nên mình phá nó lại. Xong rồi mình chọn cho mình bộ gốc, nói bộ gốc nó gì nè, một tờ bìa với một cái nội dung, với một cuối cùng là một tờ trắng là thay thế cho tờ bìa của mình đó. Xong rồi anh chị chạy tờ bìa trước đó, chạy tờ bìa trước, trước khi tờ bìa thì mình đẩy vô cái hai bìa của mình đó. Cái hai là cái bìa mình đẩy bìa vô, đẩy bìa vô rồi đó nha anh chị. Xong rồi mình đẩy vô rồi, xong rồi mình chọn cái hai xong mình cuốn sách cuốn từ giáo trình mình hai mặt thì mình chọn hai mặt đó, mình sọt nó ba bản thử đi. Xong rồi anh chị bấm vô đây chọn đây bạch, ok. Xong anh chị chạy cái bìa trước đó, cái bìa một mặt này không, anh chị chạy bìa trước, xong chạy trước nó sẽ ra cái bìa trước này. Xong anh chị chạy nội dung đó, cái tờ cuối cùng anh chị đã ghi nha. Xong anh chị chạy nội dung đó. Xong anh chị chạy nội dung, anh chị chạy chọn cái một đó, anh chị chạy nội dung thôi. Xong cái anh chị chọn qua cái hai là mình lấy bìa ngay từ cuối cùng, là từ bìa này anh chị đó. Rồi xong anh chị bấm cho nó chạy, bấm ta rồi nó sẽ chạy lên từ bìa, nó hạnh cuốn rồi anh chị đó. Một cuốn xong thì anh chị bấm thăng, thăng thì nó ra hoài luôn, cũng như trăm cuốn nữa nó cũng ra gan vậy đó. Rồi anh chị bấm thăng nó tự động nó lưu rồi nó chạy ra luôn anh chị. Thank you.
ra luôn nha. Nó cũng ngày đó. Mình cuốn lên đây. Nhanh không? Nó tự tách bì lên chị luôn, anh chị cứ việc đóng thôi. In cũng được luôn nha anh chị. In máy Vico, chụp bìa photo máy Toshiba hay là chụp bìa máy Toshiba gì cũng vẫn được nha anh chị. Từ từ đi, em sẽ ra đủ video cho anh chị xem. Tại em cũng lưu vô quá. Xong nha anh chị, ba cuốn tự chụp bìa luôn nha. Cái phần bắt này nè anh chị. Đó. Anh chị đã dành chạy, nhiều khi chạy số lượng mà cuốn mà dày khoảng 500 tờ đó. Cái anh chị để lên cái nắp ADF đâu có vừa đâu. Cái anh chị nắp khúc anh chị chạy mới được. Đó, anh chị dùng cái bách này nè anh chị. Cái anh chị chạy khúc thôi, hồi hết. Anh chị để vô him nữa. Xong rồi hồi hết, anh chị để vô him nữa. Xong rồi anh chị bấm enter. Enter là nó ra số lượng. Đó, gì đó. Cái này nó lợi hại lắm anh chị. Cái video của em chia sẻ đến đây là hết. Thì anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha anh chị. Anh chị nhớ nhấn like anh chị ạ. Cho nó đề xuất lên. Sắp tới thì em sẽ ra nhiều video mới đó. Anh chị muốn em làm gì anh chị cứ comment đi ở dưới bình luận đi, em sẽ làm cho anh chị xem anh chị. Đã, em